khơi hơi đầy đức hạnh phúc cho chúng con được biết. Thì trong đạo Phật thì đến chùa là một người giữ giới tốt và một người Phật tử làm gương cho bao nhiêu người khác. Và trong đạo Phật thì chúng con đến chùa phải học những lễ nghi gì và nghi thức gì, và đến chùa thì chúng con có những cái vi phạm nào trong cái dự luật nhà Phật. Mong rằng đại đức Phục Diễn giải ra và giảng cho chúng con hiểu cho thật rõ. Vì hôm nay đại đức Phúc nói rồi, khi người Phật tử đến chùa, trước khi đến chùa chúng ta phải tốt nhất là phải giữ giới nè. Thứ nhất là năm giới: không cắp, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và không sát sanh, và không châm chọc. Thì Phật tử cùng các vị sa di cũng giống vậy. Khi tất cả các Phật tử đến chùa thì chúng ta không được làm trái ý của các vị trụ trì nè. Thì chúng ta không được lấy những đồ vật lặt vặt ở trong chùa nè. Và chúng ta làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến của những trong chùa để chúng ta làm, không bị nghịch ý, nghịch lòng. Rồi khi đến chùa thì chúng ta Phật tử có lao tác nè. Thì làm công quả là chúng ta nấu nướng chùa nè, rồi mua những vật thực nấu nướng cúng các sư các thầy trong chùa nè. Rồi khi Phật tử đến chùa chúng ta không được ăn cắp trộm những cái đồ trong chùa nè. Rồi ăn uống, chúng ta đến chùa là chúng ta cúng đồ ăn vật thực cho các chư tăng. Chúng ta không được lấy cái đồ ăn thức uống, nước uống hay là những bánh trái cây, những gì của trong chùa chúng ta không được xin, không được lấy, thì chúng ta gọi là một người Phật tử chân chánh và một người hiểu đạo. Thì các chư thầy ở chùa tu đâu có làm ra tiền. Rồi một số sư thì cầm bát pháp thực cũng đều là nhờ sự sống, nhờ thập phương và thánh, thì đâu có làm gì ra tiền. Nên chúng ta đến chùa thì đừng có tối ngày cứ mình lợi dụng cửa Phật, cứ xin xỏ các sư các thầy. Đến chùa chúng ta không làm phước, không bỏ tiền bỏ của, rồi không mua vật thực cúng các chư tăng các thầy chủ trì, mà ngược lại mình than khổ, mình khóc lóc, mình van xin, mình nói cái này mình nói cái kia để mình lừa, để mục đích của mình thì nuôi sống qua ngày. Thì chúng ta nói trong cuộc sống ngoài xã hội, tại sao chúng ta đói thì phải lao động, đói thì phải kiếm cái nghề nào đó chúng ta học để đi làm thuê làm mướn có lương hàng tháng ta sống. Mà chúng ta ăn có sống thì chúng ta phải lao động, và nếu lao động thì chúng ta phải có cái nghề, phải học nghề chứ, nhiều nghề rồi buôn bán cái gì, và có thể chúng ta sống nhờ người đời giúp đỡ. Rồi nhiều Phật tử đến chùa chúng ta phải giữ là khởi khắc chư tăng, thì phải tôn trọng các sư, phải lễ phép, phải trang nghiêm, rồi học kinh, học sách, học sử, học giáo lý nhà Phật, học những cái gì lễ nghi trong chùa nè, mà chùa có nội quy và các thầy dạy nè, rồi phải nghe pháp, nghe kinh thường ngày. Nên là nhu cầu của các Phật tử đến chùa chúng ta phải thạo phước nè, cúng dường tam bảo nè, rồi chúng ta cúng dường các chư Phật nè. Rồi nhiều cái đến chùa chúng ta có thể mua tượng Phật để cúng cho các chùa nè. Rồi cúng dường xây dựng sắt, xi măng, rồi những bàn ghế tủ, rồi những cái dụng cụ mà lặt vặt trong chùa để ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày. Nhưng chúng ta đến chùa thì chúng ta khi thầy trụ trì khiếu khốn gì chúng ta cúng đó để tạo phước và gieo duyên gieo phước, và chúng ta sẽ được phước. Nên là những người mà đi tạo phước, làm phước nhiều, bỏ tiền bỏ của ra xây chùa, xây đình, xây miếu, rồi giúp đỡ người nghèo, rồi giúp đỡ cho các chư tăng đầy đủ như y áo, y hậu, quần áo, tất cả những vật thực trong chùa, thì kiếp sau chúng ta sinh ra là đẹp đẽ nè, nhà lầu xe hơi, cha mẹ có đầy đủ hết, không thiếu khốn cái gì hết á.